Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mấy anh em đi thăm sợi dây các bạn ơi. Đó, bác bà, có chưa? Đây anh Tâm, anh Tuấn, bác Ba, chú Út rồi xuống đây câu cá quá trời các bạn ơi. Người đứng nơi rồi. Bây giờ đồng nước mênh mông rồi. Sợi dây mình bữa nay đặt cặp trong mé rồi các bạn. Nay mấy anh em đi thăm sợi dây mà đi bộ. Có chưa anh Tuấn? Cái rảnh sâu sâu một tí. Nè, nhiều quá nè. Câu nãy giờ như đây các bạn. Mới ra một tí à. Thấy không? Rồi, im chưa. Ngon lạnh ha. Chiên giòn nữa nha. Để xem mấy anh em đi thăm sợi dây trước các bạn ơi. Vừa là thăm sợi dây bữa nay bắt đầu quay câu cá cái nữa chắc ăn không hết cá rô quá chưa biết sợi dây mình sao đây nè. Làm gì làm ít nhiều thôi. Rồi nhúc nè. Quá trời cái đám rồi nhúc này các bạn. Nhúc này lỗ mắm cái là thôi. Tới tay. Chút hang mới giờ ăn sống được. Nhúc này luộc lên á. Trụng vô miếng sôi là ăn được. Cuối hàng. Rồi, được. Hai chú. Không theo cũng được hai con. Bữa nay có thành viên mới nè. Sao nè. Dở lên mà thấy lẩm chẩm là vui rồi. Nay có thằng Toàn em đi theo chơi các bạn. Mới đi trải nghiệm chơi mà đi theo lần đầu tiên bắt cái sách show luôn. Đơn trai, đơn trai. Cái này con à. Mày có đủ không anh Tư? Dạ anh cái không có con hay con. Giống quá giống. Hết lúa rồi, giờ còn đây cũng không còn gà nữa. Con không ta? Có dính là mừng rồi. Có dính là cái này nó bể vậy nè. Bể lên tới trên đây luôn bởi vì có con không? Hên. Đi quay chỉ vô mà bỏ ra đi, thôi quay chỉ vô ấy cầm theo chị. Thử coi.
lên ngót 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 nè. Xuống cái lên râu nữa. Ồ, em vô. Ồ, cái này quá rồi. Ồ, cái này là lúp bô rồi. Có cá bự luôn, có cá bự luôn. Cái này lúp bô rồi bạn ơi. Mấy con? Mấy con? Có cá bự luôn. Đó, cái gì mới luôn. Em nha. Cái này có tàu đi, cái này chở lên. Đó, vô. Vô, cá mập lùn luôn. Cá nú nú. Rồi. Đó nha. Chở vô. Rồi chở vô lại hả? Thấy cái đó nữa, thấy đủ kho rồi đó. Cái cuối đã quá. Không? À, thấy mấy anh em xuống rồi, vô câu cá rồi bạn ha. Rồi sao đó đứng câu rồi bạn. Cá rô mùa này cứ làm sao đó câu thôi. Cá cũng không lớn các bạn. Cá cỡ cá mình đặt xì di vậy đó. Lâu lâu mới lọt con hay con lớn. Mùa nước này giờ cứ ra sao này đứng chỗ nào câu cũng có hết đó bạn ơi. Đây các bạn, là mùa này là các bạn chỗ nào có nước là có cá đó. Sáng thì làm đám mưa sương sương rồi ướt đường rồi. Tới cái thứ năm ôi lúc rồi đen ơi, cái này sát má có cỏ nè, quá đã luôn. 700 con luôn mà không lớn nha bạn. Cá không bự. Cỡ này thôi. Rồi nha. Rồi, hai cái này ngon lắm. Để không? Để không? Em không? Quay em, quay em. Nhẹ nhẹ chân đang chở anh Tâm câu đây, anh Tấn câu đây. Tâm tỉnh nè. Câu cặp mé cái mương đó, nó sâu. Rồi. Em còn 7 con rồi luôn. Nó mấy con? 8 con, em thấy 8 con rồi đó. 6 con, 7 con. 8 con. 2 7 con. 7 con. 7 con. Thì là gấp con rồi đó. Dịu quá rồi, bác sĩ dịu quá rồi. Nhẹ tay xin đừng nhẹ tay hàng dễ vỡ. Sợi dây cũ của mình bây giờ đụng tới là gụm rồi. Cũng gần hết mùa các bạn, cho nên mình không có đầu tư thêm. Đầu tư rồi để qua tới năm sau. Còn gì nhảy cái chỏm. Con quệt. Hết lúa rồi mình đặt nó dính cũng ít rồi. Anh đang đặt sợi dây mà dính quệt nó mới là đẳng cấp. Trời ơi, lúc rồi đây ơi, cái này. Quá luôn rồi, cứng luôn rồi. Quá thế. Mình bành không. Đó khúc luôn. Mười mấy con. Ô ô con nào đấy. Vô vô, lúc bô, lúc bô, lúc bô. Con bành bành luôn rồi. Tới tay luôn. Ồ vô. Bự không? Uống đâu mà. Đầu đầu phản cái quá đã. Đây nè, đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Bung bên nào. Ồ. Trời ơi. Ồ vô. Vô nặng luôn ha. Vô nặng luôn. Vô, vô bự không? Vô giòn, vô giòn. Vô giòn. Cái chục con nữa đi. Chục con nữa cái. Trời ơi. Ôi trời ơi. Giờ cái nào lên như cái đó. Bởi vì anh Tấn công dính là phải. Cá vô đây nó bắt hết rồi anh Tấn ơi. Cá vô đây hết trơn rồi. Quá luôn rồi. Ôi trời ơi. Nặng thùng luôn rồi. Bự khổng. Con bành bành không à. Vô rồi bữa nay trúng rồi anh em ơi. Về lựa cá bự ra kho
ơi trái giác hay gì đó, kiếm thiên điển về chấm ăn. Thôi trái giác rồi hái thiên điển về chấm. Ôi xào xào luôn. Con này nó bò lên đây nó xỉu luôn rồi. Bị kẹt lên trên đó luôn. Ôi bự bự không à. Quá anh Tâm ơi. Con này nó bị trào trào lên nó xuống được. Chết luôn. Ôi rồi. Nặng hả? Chứ ngoài. Chứ ngoài. Hết cá anh Tâm ơi. Đang nó bắt hết cá rồi. Chỗ anh Tâm câu đang lại đặt xe di còn gì nữa. Chở mấy rồi, cái nữa hết rồi. Bên đó sao qua đen. Rồi dở đi. Rồi đi đường kia qua luôn đi. Cái này động. Ôi còn cái nữa. Lấy đi nè. Xuống dở nè. Muốn bỏ chỗ này. Hai cái đúng không? Ờ. Mấy cái? Hai cái. Có hai cái hả? Dở. Đi đi. Đó cái mà đó cái đó. Cái này có là cái chắc rồi nè. Ờ ơi quá trời hả? Đã không? Nãy nãy nói dở cái này đổ cái luôn. Đẹp quá hết cá anh. Nè cá này quá trời luôn nè. Trời ơi. Cái này cũng luôn, cái nãy luôn nha, có con cua luôn. Cua luôn. Cũng người con. Cướp gì không? Có. Khui hàng, khui. Khui. Mấy con, mấy con. 6 con. 6 con hả? Ok. 6 con. Còn cái ngoài kia nữa. Ừ, trời ơi. Rồi cái đó. Cái ngoài cái này. Ủa dân xài vi thấy ngon đi câu à. Đây. Câu cái vô xài vi hết anh câu đâu dính nữa. Thấy cái xài vi thấy không mê rồi. Còn mấy cái nữa đây. Cần nghe. Không như ba cái không cái bệnh nữa không nhiều không nhiều không bốn cái còn còn đây ba cái nữa nhiều lắm sáu trăm mấy con luôn gần hết mùa anh à, mùa lúa mới mới nhiều có cái gì không chừng ướt nha hả chừng tứ quần có cái gì không chừng ướt bỏ ra có tiền thôi à 7-8 con luôn mấy bạn ơi. Cá nhỏ về chiên giòn, cá lớn ngày bữa nay mình kho trái giác nha. Trái giác bông điên điển. Bên kia thấy có cá hụt nhiều không? Lôi dài. Mọi người dở đâu nữa Phương? Nằm đây nữa nè. Lôi dài đây. Giờ đặt cặp má không? Đây, má yên. Câu uống rồi. Ủa sao sao dây nó vô cá đồ bự rồi mình không có đồ nhỏ rồi. Nhỏ vô chen ra rồi. Nhỏ quá nó lọt ra. Nãy câu có con lết lại mà một mét cũng được. Cho nó xuống đi. Trời ơi quá trời luôn. 2 kg rồi đó. Ồ. Quá rồi. 2 kg là khỏe đâu nó. Còn nữa mà. Đâu 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 đi đường này ra được không? Rồi ra luôn đi, đi ra đi đi. Hả? Ra trước luôn. Ra trước luôn anh. Ra trước luôn. Đó. Mang vết thằng Hoàng tâm chỗ này. Nhà này chủ đi Bình Dương bán nước tương các bạn. Tâm câu nãy giờ có ai nói nhỏ nha anh Tâm. Anh nào? Có ai nói vô nhỏ nhỏ luôn trời vậy? Có ai hỏi cá nhiều không nữa. Nước chảy vô mạnh ghê. Còn 7 cái nữa. Nước lớn mà. Đi đặt này lên đi câu chứ. Cá
Đây một cái nữa. Chỗ này có cái ấy sâu đó, xuống dở cho anh đi. Chỗ nào? Cạn không? Cái bực cây đó hơi khó đi á. Bỏ dép ở trên lên thôi mà. Để từ đi. Bước xuống bên đây là qua cái bên kia luôn đi, đang xuống luôn đi, đang mày xuống luôn đi, xuống dài quá anh, đứng chỗ nào dễ cho anh thấy, anh biết anh đi. Cuối hàng sồ sồ vậy không? Ôi mấy con bự không nha? Bốn con, năm sáu con, nghìn năm con, bốn con, hai con ốc. Còn bên kia không? À bên đó nè. Cá bự nha các bạn, cái này mấy con cá bự. Ý là gì mà còn lòi cái đuôi ra tới ngoài. Đổ đi. Đổ đi không? Đổ thôi. Rồi rớt ra ngoài luôn. Cá rô nó nhảy ra lộ. Ở phía sau đó dở cầm luôn đi, cầm đi vòng qua bên đây đi. Cá nào vậy? Mấy nhỏ nhỏ nó chưa ra được hết nè. Cá hôm quá chứ dễ gì, hôm lúc ấy em sửa. Ở đằng đây còn không? Vâng. Hôm hỏi cái gì? Trời ơi, hôm hỏi gì đó. Không sửa lại. Được cái 7 8 con, những cái 3 con nó tiêu. Cá đó hư, hư hôm. Hiểu rồi. Hiểu chứ. Còn mấy cái nữa hết rồi. Rồi cắm cái xà dây xé xẹo không ơi. Cái đầu dừa nó nặng hơn, nó chì qua một bên nè. Qua cắm ngay đầu dừa. Ú, bự rồi. Bự ghê. Bự ghê luôn. 2 4 6. Cái bự bự nè. Ồ. Đổ luôn nè. Vô. Gì mới. Nhìn nó này không sợ dễ vỡ. Quá là nặng rồi, 2 kg rồi. Thiệt chứ, đã thiệt chứ. Cái rô có lạc dầm me bắt chuối đâu lòng. Cái này im quá. Ôi trời. Cái này yếu quá. Còn mãi cái hả Thông? Cái mãi. Cái Thông nó dở đem vô luôn. Bỏ ra anh Tâm ơi. Còn có cái cây của mình. Nãy ngoài kia nhiều phải không? Bộn nè. Ở trong bờ đó nó có còn dạ còn đồ nó còn ấy. Ở ngoài này yếu. Mấy con hả? 5 con hả? Xong hết rồi các bạn ơi. Này cá lớn hơn đợt trước mình đặt dây các bạn. Vì đợt trước cá còn nhỏ nhỏ này cũng trọng trọng lên nè. Cá bự bự không? Được 6 con.
hơn 2 kg. Được không? Mau hơn nha. Bắt cá bự hết rồi anh đứng ngay. Công nhận mấy cái đầu mấy cái đằng kia là nhiều không? Lấy vô đó được mấy con rồi, vô. Vô đó câu được 4 con nè. Ủa 6 con mà con nó nuốt tử nó chết giật luôn. Anh đứng câu nhiều lắm chứ bộ mấy chú con luôn kìa. Thôi, giờ mấy anh em lội giờ các bạn ơi. Ê, mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Ủa đặt xà di được nhiêu đây à? Lấy căng cái căng thử ra được nhiêu không? Này chắc cũng cỡ 3 kg quá. 2 kg là 8 triệu đâu. 3 kg. 3 kg. 2 kg. Đây anh Tâm anh Tuấn cầu cũng nhiều lắm nha, mấy chục con luôn chú bộ. Nhóc trơn nè. Căng có đi rồi bị ra. Ồ, cái này không tới 3 kg. 3 kg 3 kg 3 yếu một tí. Yếu một tí. Đổ cá ra chắc cái này hơn nửa ký rồi. Hai có mấy có ốc cua trong đó nữa kìa. Này vô tới này tới 900 gram luôn mà, 800 mấy gram mà. Dữ rồi. Còn 2 kg rưỡi. 3 kg 3 trừ 2 kg rưỡi cua. Còn ốc. Cỡ 2.4. 2.4 2.3 rồi. Đổ này vô okay. Đi. Ok. Đổ hết này vô đi. Bỏ ra cái thao lớn rộng. Okay. Đó qua thao này nè. Nước vô, nước vô rộng chiều bắt cá đều xong rồi. Bắt thân cá lớn đều câu tỏ cá nhỏ cũng lung tung đó. Đi câu mà gặp mấy con cá này là mê. Bắt mấy chút lựa mấy cá lớn nha, cá lớn nha mình kho chế giác ha. Chế giác ăn cơm, cá nhỏ thì chiên giòn, chiên xù gì đó. Xong hết rồi các bạn ơi. Mấy con cá rô mình đi thăm xà di về các bạn. Lựa mớ cá lớn ra. Cái này kho me nha các bạn. Mà chấm đậu rồng hả nữa. Bắp chuối đậu rồng. Chuối cây chứ. Bắp chuối hả? Bắp chuối, kho lạc. Kho lạc. Lâu quá không ăn cá rô kho me. Cá rô kho me chấm với bắp chuối đậu rồng rồi. Cơm. Đây, buổi sáng đi thăm xà di, có thấy anh em thành quả. Cá rô về kho me các bạn. Chấm với bắp chuối đậu rồng. Bữa cơm đạm bạc các bạn ơi. Đây khô cá lóc các bạn. Khô cá lóc mấy anh em đặt rồi cắm câu với đặt lợp này kia đó. Trời mặn phơi khô. Đây bò tái chanh nữa các bạn. Tháng này chắc ăn cơm mà làm lon xương xương thôi ha. Lon cho nó tiêu màu tiêu quá Tâm. Giờ mình đi về đó rồi uống. Dạ. Tối uống cho nó thoải mái. Rồi lên luôn Út ơi. Rồi khui đi anh Tâm. Lên mà mời chào mấy bạn rồi mời cái chứ. Dạ uống miếng thôi Út ba. Uống miếng vô núi nè. Cho nó tiêu tiêu thôi. Hơi ra câu cá tiếp phải không bà? Ông ba xuống là ông ba với mà anh Tuấn xuống là câu cá suốt luôn các bạn ơi. Câu cá đã luôn đó. Thôi vô cá chết đi. Anh em vô cá đi. Vô cá chỗ ba ăn cơm. Vô ba ơi. Dự ngon qua uống không được. Bữa nay xà di cũng rồi. Xà di cũng đặt. Xin mời tất cả các bạn luôn nha. Luôn. Chúc mừng. Rồi mời các bạn nha. Mời các bạn dùng trên gia đình. Mời các bạn nha. Vô. Dạ. Vô. Thôi ăn cơm thôi.
rồi làm lon cho nó tiêu tiêu mình tí, chiều mình kiếm mồi về mình mới làm xương xương được chứ. Mình cũng cơm nha. Cũng xin phép dựng máy ăn cơm các bạn ơi. Bữa cơm trưa sáng ngày sợi dây cũng được 2 ký mấy các bạn. Anh kho me cá rô kho me lựa mấy con lớn các bạn, còn con nhỏ hôm qua mình mới ăn chiên giòn chiên xù rồi, bữa nay hơi bị ngán rồi. Và nguyên ngày không? Vô bạn ơi, mời bạn cơm luôn nha. Vô mời mấy bạn cá rô khô me nha. Sáng đổ thì đi cá bự. Được 2 ký mấy không? 2 ký mấy. Đúng luôn á. Em ngồi ăn cơm luôn em. Dạ ăn đi. Bên cá này cá sà chi ha, cá câu ba. Ba cái mè rồi đó cắm. Sà chi hay câu gì cũng vô hết. Hai cái mè rồi dành đi nhập. Có tính vô sớm không Tân? Dạ. Tính sớm hả? Thấy nắng mà. Thấy giờ nắng nghi cá không ăn. Đợi mưa lắm rồi. Sáng đó rồi. Để làm ăn. Vô cái đi. Vô bạn ơi, xin mời bạn nha. Sáng mình xin uống con ly này, chắc mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Thì giấc trưa này hôm qua mấy chú cũng làm giấc trưa hôm qua, cũng quả là tối cũng làm nữa các bạn ơi. Anh em giấc trưa này ăn cơm người uống lon cho nó tiêu thôi các bạn. Để chiều kiếm mồi mới làm đặng tối ngủ luôn ha. Chứ là ngày này làm cái là chiều là không có đi đâu được ha. Có ba là không đi câu luôn. Rồi vô bạn ơi. 30 lon mình ăn một câu bình thường. Hôm qua câu vỏ xay mà dính nhiều hả anh Tuấn? Thôi giờ xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Được không ạ?